Đường về xứ Phật tập 8 Trưởng lão Thích Thông Lạc tu viện chân như ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nước Việt Nam đã được tái xuất bản năm 2011, nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, số xuất bản 282-2011 CXB-05-40-TR, in xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 8, lời nói đầu. Sau khi đọc xong tập 4, tập 5, tập 6 và tập 7 Đường về xứ Phật, phần chú thích 1. Đường về xứ Phật là tên của một bộ sách nhiều tập để chỉ cho cách thức tu tập đi đến chỗ làm chủ sanh già bệnh chết của đạo Phật. Hết phần chú thích. Quý vị đã thấy rõ âm mưu thâm độc của Bà La Môn giáo có thâm ý từ xưa quyết tâm diệt Phật giáo trên hành tinh này, nên đã khéo léo lồng giáo pháp của mình vào kinh sách của đạo Phật, để rồi biến Bà La Môn giáo trở thành Phật giáo phát triển bằng những bài kinh gạch nối trong các bộ kinh A Hàm, nhất là bộ kinh Tăng Nhất A Hàm, để biến giáo lý chân chánh của đạo Phật thành giáo lý ngoại đạo. Hiện giờ giáo pháp phát triển đã được ăn sâu và ngự trị trong lòng tín đồ Phật giáo. Nó trở thành một truyền thống ăn sâu vào tư tưởng của con người theo kiểu cha truyền con nối, tổ tổ truyền nhau, đóng ngọt. Một truyền thống đã trở thành một tập khí. Phần chú thích 2, tập khí là những hành động thân và tâm đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong một việc gì, trở thành những thói quen mà không thể bỏ được trong một sớm một chiều. Hết phần chú thích. Thói quen mê tín lạc hầu của con người khó bỏ được ngay liền. Hiện giờ thói quen mê tín và lạc hầu ấy đã ăn sâu vào tâm hồn của mọi tín đồ Phật giáo, khiến cho người ta rất khó bỏ và có muốn bỏ đi cũng rất sợ tội đọa địa ngục. Vì trong kinh sách phát triển đã hù họa người ta như vậy. Nếu Phật tử nào có tâm quan niệm trái bỏ kinh luật phát triển thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói, mà đi thọ trì kinh luật tà kiến của tất cả các giới của Thanh Văn, Nhị Thừa cùng ngoại đạo ác kiến, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Đó là những lời hăm dọa trong Bồ Tát giới Phạm Vọng đã in thành sách do Hòa Thượng Trí Tịnh đã lược giảng câu kinh trên ở trang 144. Đây là những bằng chứng rất cụ thể đã in thành kinh sách giấy trắng mực đen, thì không còn ai muốn bao che sự gian ác của kinh sách phát triển được. Cuối cùng, Bà La Môn giáo quét sạch kinh sách Phật giáo chân chánh với chiêu bài Đức Phật Di Lặc là giáo chủ Phật giáo thời vị lai. Như thế, người ta thay đổi giáo chủ của một tôn giáo như thay đổi một nhà vua trong thời phong kiến, mà tất cả tín đồ Phật giáo không hề hay biết, mà vẫn còn ủng hộ đấng giáo chủ này. Thật là Bà La Môn giáo rất khéo léo trong việc thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng Đức Phật Di Lặc. Chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, trước khi muốn lật đổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta lần lượt thay thế giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng những giáo lý của Bà La Môn. Phần chú thích 3, Bà La Môn giáo là một tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ trước Phật giáo. Hết phần chú thích. Và còn chế ra giới luật Bồ Tát giới cấm tín đồ Phật giáo không được tu học theo giáo pháp nguyên gốc của Phật dạy, vì sợ mọi người tu học theo giáo pháp này
thì giáo pháp phát triển sẽ bị lộ tẩy những điều sai. Kinh sách phát triển đã biến Phật giáo thành ba tông phái lớn ở khắp thế giới. Thứ nhất, thần giáo, mở ngọt tình độ tông, đóng ngọt. Thứ hai, huyền bí giáo, mở ngọt mật tông, đóng ngọt. Thứ ba, hữu ngã giáo, mở ngọt thiền tông, đóng ngọt. Với mục đích thâm độc, đưa ra ba tông phái như ba mũi tên độc, nhắm bắn vào một mục tiêu là tín đồ Phật giáo. Cho nên, toàn thể tín đồ Phật giáo không thể có một người nào thoát khỏi ba mũi tên độc này. Nếu không bị mũi tên này thì lại dính mũi tên kia. Bằng chứng, tất cả tín đồ Phật giáo hiện giờ không tu tịnh độ thì lại tu thiền tông, không tu thiền tông thì lại tu mật tông. Ba tông phái này chiếm trọn tín đồ Phật giáo, còn Phật giáo chính gốc nguyên thủy thì chẳng còn ai tu nữa. Mặc dầu họ biết giáo lý nguyên thủy của Đức Phật rất rõ ràng, nhưng họ chẳng quý trọng mà lại còn coi có vẻ xem thường. Vì giáo lý đó mang tên rất thấp kém, tiểu thừa, nhị thừa, phàm phu thiền, ngoại đạo thiền. Những tín đồ bình dân ít học và phụ nữ thì lại rơi vào tịnh độ, mê tín cúng bái, cầu khẩn tụng kinh, niệm Phật, xin xăm bói quế, cầu siêu cầu an, cúng sao giới hạn, xem ngày giờ tốt xấu, làm ma chay, cúng vong, triển linh, làm tuần, mở cửa mã, vân vân. Những tín đồ ham mê thần thông, những sự huyền bí linh hiển thì lại rơi vào mật tông, chuyên bắt ấn, niệm chú, luyện bùa, trị bệnh tà ma, quỷ quái, đàn dưới, đàn bố, bà thủy, long vương, vân vân. Những tín đồ ham mê thiền định có tính cách thiết thực, cụ thể và khoa học hơn, nên họ thoát ra khỏi sự mê tín dị đoan, lạc hầu của tịnh độ tông và thần thông huyền bí bùa chú của mật tông Tây Tạng, thì họ lại rơi vào thiền tông. Bằng cách tọa thiền, thọ hưởng cái trạng thái của dục tưởng trừu tượng không thực tế mà các vị thiền sư Đông Độ và các vị thiền sư Nam Tông hiện giờ đang say mê tu tập. Các thiền sư Nam Tông, mặc dù họ đang học tu theo giáo pháp nguyên thủy, nhưng lại tu sai lời Phật dạy, lấy hơi thở hoặc dùng cơ bụng, mở ngọt, phình xẹp, đóng ngọt, hoặc tập trung chú ý quá sức vào các hành động ngoại thân như đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, mang bát, ăn, uống, vân vân, ức chế tâm, để quá độ làm cho sáu thức ngưng hoạt động, để rồi tưởng thức hoạt động, khiến cho thân tâm sanh cảm giác xúc tưởng hỷ lạc. Các sư lầm tưởng đó là trạng thái hỷ lạc của thiền định, nên cố giữ và ôm chặt các trạng thái hỷ lạc tưởng thức. Gặp trạng thái này, các sư đều bị chết chìm trong pháp định tưởng này. Lối tu như vậy, các sư Nam Tông do không có thiện hữu tri thức, có kinh nghiệm nhập bốn thánh định và tam minh hướng dẫn, nên lạc vào thiền tưởng giống như thiền Đông Độ. Chứng minh cụ thể như thiền sư Nam Tông Achancha trả lời những câu hỏi nào, ngôn ngữ ngài giống như thiền sư Đông Độ. Thiền tông xây dựng giáo lý tưởng tượng tuyệt đối, bán thế vạn hữu, còn gọi là Phật tánh, với những lý luận khéo léo khiến cho các nhà khoa học lầm tưởng đó là khoa học tâm linh, nhưng đó chỉ là những mánh khóe lừa đảo giới trí thức và các nhà khoa học. Vì thế sự tu hành của họ cũng chẳng đi đến đâu cả. Có nghĩa là họ chưa làm chủ bốn sự đau khổ kiếp người, giới đức của một bậc thánh tăng. Các vị thiền sư này sống chưa đủ đức hành thánh, và đôi khi họ cũng còn có những hành động phàm phu tục tử như những người khác. Tại sao chúng ta biết như vậy? Xét giới luật của Đức Phật dạy về đạo đức làm người và làm thánh thì họ có những hành động đều phạm giới luật, mà lại phạm về vào những giới luật làm người làm thánh tăng. Ví dụ như giới cấm một vị tu sĩ không ăn uống khi thời,
Thế mà các vị đều ăn uống vi thời. Nếu phân tích giới này ra, chúng ta thấy rất rõ. Một, loài thú vật không có đạo đức nên ăn uống vi thời, ăn uống không có giờ giấc, ăn uống lặt vặt, lúc nào có cũng ăn được. Hai, con người có đạo đức hơn, không ăn uống lặt vặt vi thời, ăn uống có giờ giấc, có bữa ăn hẳn hoi, ngày ba bữa hoặc hai bữa ăn, ăn uống có tiết độ hẳn hoi. Còn những người ăn uống lặt vặt, ăn uống vi thời, lúc nào cũng ăn uống được là loài cầm thú, vô đạo đức về ăn uống, không phải là con người. 3. Vị tỳ kheo tăng và vị tỳ kheo ni là thánh tăng và thánh ni thì ăn uống ngày một bữa vào giờ trưa, mỡ ngọt, ngò, đóng ngọt. Nếu ăn uống vi thời như người phàm phu, như loài cầm thú, tức là còn tham ăn, tham uống, còn sợ thân này thiếu chất bổ dưỡng, còn thích ăn ngon, thích ăn theo ý của mình, thì không thể gọi những người này là thánh tăng và thánh ni được. Dù họ có thần thông phép tắc, tàng hình, kêu mây, gọi gió vân vân, hoặc ngồi thiền 5-7 ngày, triển khai những thứ thần thông tưởng, để lừa đảo người nhẹ dạ, thì chính họ là những ác quỷ, chứ không phải là con người và súc sanh nữa. Dù họ là nhà học giả trình độ kiến thức thông suốt tam tạng kinh điển, có bằng tiến sĩ Phật học mà sống phạm giới, phá giới, bể vụn giới của Phật, họ sống không đúng đạo đức làm thánh tăng, thánh ni thì không được xem họ là những người nhập lưu vào dòng thánh của đạo Phật. Họ chỉ là những người còn đứng ngoài cổng chùa. Đơn giản, chỉ có một giới luật như vậy mà chúng ta đã nhận ra thánh phàm, súc sanh và ác quỷ. Còn biết bao nhiêu giới luật vậy, về những đức thánh mà quý vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni đã vi phạm rất nhiều, thì làm sao gọi là nhập lưu vào dòng thánh của đạo Phật được. Bà La Môn giáo xếp loại Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa, là nhị thừa, là ngoại đạo, còn ba tông phái Thiền tông, Mật tông được gọi là đại thừa. Phần chú thích 4. Đại thừa là Phật giáo phát triển bị thế tục hóa và bị các tôn giáo khác đồng hóa. Hết phần chú thích. Tối thượng thừa và còn mạo nhận là giáo lý chân chánh của đạo Phật để dễ bề lừa đảo và đưa tín đồ Phật giáo vào con đường mê tín lạc hậu, phi đạo đức vân vân. Hiện giờ quý vị đã thấu rõ đâu là giáo pháp của Đức Phật, đâu là không phải, nhưng chắc gì quý vị đã tin chúng tôi, cho nên những gì chúng tôi nói quý vị cứ suy ngẫm, đừng vội tin, đúng thì tin, không đúng thì thôi, miễn sao quý vị tu hành được giải thoát là chúng tôi hoan hỷ vui mừng. Trong thế gian này, ai là người đã tu theo đạo Phật, sống đúng giới hành, đạt được chân lý cứu cánh, nhập bốn thánh định, thực hiện tam minh. Phần chú thích 5. Tam minh là ba trí tuệ siêu việt của đạo Phật: 1. Túc mạng minh, 2. Thiên nhãn minh, 3. Lậu tận minh. Hết phần chú thích 5. Nếu quan sát nhìn chung khắp trên thế giới, chưa có một người nào thực hiện được, thì làm sao dạy tu tập theo đường lối của đạo Phật cho đúng được. Hầu hết đều dạy tu hành theo kiến giải, tưởng giải của mình. Đó là cách thức tu mò, chứ không đúng như lời của Đức Phật đã dạy trong các kinh. Vì không có kinh nghiệm tu hành đúng như Pháp và tu đến nơi đến chốn, cho nên thầy trò truyền nhau mà chẳng có người nào tu đến đâu cả. Chỉ dậm chân tại chỗ, rồi lý luận nào là Bồ Tát còn tập khí, nào là tùy duyên tiêu cực nghiệp, nào là thấy các pháp như mộng như huyễn, mở ngọt, nhất thiết hữu uy pháp như mộng như huyễn, vân vân, đóng ngọt. Nào là thấy sáu trần như hoa đốm giữa hư không, vân vân. Đó là những danh từ lý thuyết suông mà thôi, chẳng có pháp hành nên khó thực hiện.
được giải thoát. Tất cả những tập Đường Về Xứ Phật được đến tay quý vị và sẽ chia ra làm ba nhóm Phật tử. Thứ nhất, nhóm thứ nhất, cho chúng tôi còn mang bản ngã, tự cho mình là trên hết, không còn ai tu hơn mình. Theo như kinh sách phát triển dạy, người còn thấy mình tu chứng quả A-la-hán là chưa chứng quả A-la-hán. Người mà hay chống đối các pháp môn là người chưa chứng đắc. Người còn thấy cái sai cái đúng, chưa vô phân biệt là người chưa chứng đắc. Phần chú thích 6, A-la-hán là quả vị của người tu sĩ đạo Phật đã chứng đạt bốn thánh định và tam minh, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. Hết phần chú thích. Thứ hai, nhóm thứ hai là nhóm trung lập. Ý của nhóm này khuyên chúng tôi không nên nói thẳng quá, đừng nói cái sai của người khác, mà hãy nói cái gì mình đã tu và thực hành được, đừng động đến người khác, chỉ dạy những gì mình biết, còn sai đúng mặt trời họ. Thứ ba, nhóm thứ ba, nhóm này chấp nhận và nhận xét những lời chúng tôi nói là đúng, những cái sai không hợp lý trong kinh sách phát triển rất nhiều, những điều mê tín, những điều phi đạo đức và những lý luận lừa đảo lường gạt tín đồ không thể kể hết được. Cái lợi ích của kinh sách phát triển giúp cho mọi người thì ít, mà tai hại cho người đời thì rất nhiều, nhưng khéo che đậy bưng bít, khiến mọi người khó thấy được. Cho nên có nhiều người lầm tưởng giáo pháp kinh sách phát triển làm lợi ích cho xã hội, nhưng sự thật không phải vậy. Đó chỉ là những bức màn tứ diệp pháp. Phần chú thích 7, tứ diệp pháp là bốn pháp môn của kinh sách phát triển dùng để khuyến dụ và lôi cuốn những người khác theo tôn giáo của mình. Hết phần chú thích. Khéo che đậy những thủ đoạn gian xảo lừa đảo của giáo pháp này là để quyến rũ mọi người theo tôn giáo của mình đông đảo, biến thành một lực lượng phục vụ và quên mình lăn xả, dám hy sinh cho những sự mê tín lạc hậu này. Còn làm việc từ thiện của Đại Thừa Giáo có sự tích cực, đó chỉ là một hành động thế tục hóa theo trào lưu xã hội mà thôi. Con người biết lợi dụng giáo pháp này cũng dễ làm giàu không mấy khó khăn. Bằng chứng, quý thầy hiện giờ là những phú tăng, triều phú, tỷ phú, chứ không còn là bần tăng đi xin ăn như thời Đức Phật. Khi được đọc những gì chúng tôi đã nói và nói thẳng, thì những người chịu ảnh hưởng kiến chấp và ngoan cố của giáo pháp của kinh sách phát triển chỉ dùng những lý luận bưng bít che đậy mà giáo pháp này đã vạch sẵn từ lâu để phản ứng lại và giãy giụa trong những giờ phút hấp hối của nó khi người ta phát giác. Dù cho các nhà kinh sách phát triển có luận như thế nào, có khéo che đậy như thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật. Như Hòa Thượng Minh Châu đã nói, chân lý vẫn là chân lý. Dù ai có nói gì thì chân lý cũng vẫn phải là chân lý, cái sai vẫn là cái sai. Khi đã không đúng, dù muốn đúng cũng không thể đúng được. Vì đúng, phải có sự chứng minh cụ thể làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Phần đông, các thiền sư trong giai đoạn hiện giờ thuyết giảng lung tung, nói đông nói tây, mà chẳng biết cách nào làm chủ sanh già bệnh chết. Nếu bảo rằng vô ngã như trong kinh sách phát triển đã dạy, thì Đức Phật đâu không tự xưng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nếu bảo rằng vô ngã như công kinh sách phát triển thì Đức Phật không tự xưng như trên trời dưới trời khắp trong thế gian con người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Còn nếu bảo rằng còn thấy cái sai cái đúng thì chưa chứng đắc, thì tại sao Đức Phật lại bài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo là những tôn giáo đồng thời mà trước đạo Phật? Ngài là giáo chủ của đạo Phật, là người chứng quả A-la-hán mà Ngài lại bài bác như vậy,
thì Ngài là người hữu ngã sao? Phần chú thích 8. Hữu ngã là ta, cái bản ngã của ta. Hết phần chú thích. Tại sao Ngài lại tuyên bố đạo Phật là đạo vô ngã? Có mâu thuẫn chăng? Chúng tôi xin trả lời để quý vị không còn thắc mắc hữu ngã và vô ngã. Đạo Phật chủ trương lấy thiện, diệt ác, lấy đạo đức nhân quả làm cuộc sống của mình, không làm khổ mình của người. Từ chỗ này, chúng ta suy ra để thấy đạo Phật không mâu thuẫn vô ngã ác pháp, chứ không phải vô ngã thiện pháp. Nếu chúng ta tu hành vô ngã các thiện pháp và loạn ác pháp, thì hóa ra chúng ta là cây, là đá. Cây đá là một loại vô tri, vô giác. Đó là cái vô ngã kinh sách phát triển, chứ đạo Phật không có vô ngã như kiểu đó. Vả lại, Đức Phật dạy chúng ta quán tứ niệm xứ, vô thường, khổ, không, vô ngã. Chữ vô ngã ở đây chỉ cho chúng ta thấu rõ thân, thọ, tâm và pháp không có ngã. Tức là trong bốn chỗ này không có cái gì là ta, của ta. Các nhà học giả đã làm chỗ pháp hành để ly dục, ly ác pháp, nhập sơ tiền cho là đạo Phật vô ngã. Nếu chúng ta tu hành để trở thành cây đá thì chúng ta tu để làm gì? Cái vô ngã đó chỉ là một lý luận suông, danh từ chữ nghĩa. Chứ đã là con người thì không thể tu tập đạt kết quả vô ngã như vậy được. Đó là một triết thuyết của tưởng thức như bao nhiêu triết thuyết khác mà các nhà triết học đã đưa ra, như triết học hiện sinh của Krishnamurti, triết học vô sản của Kathmat, vân vân. Còn bảo rằng ai làm sai mặc kệ họ, không nên nói ai hết, thì mới gọi là người tu chứng. Những Phật tử trung lập này, họ hiểu rằng khi tu hành chứng đạo là không được quyền phê phán, bài bác cái sai, cái tai hại, lừa đảo, gian xảo, lường gạt mọi người. Bằng những thủ đoạn gian ác không lường trước được, bằng chứng giáo pháp phát triển đã dạy người bao nhiêu thứ mê tín lạc hậu, phi đạo đức, làm hao tốn tiền của, mồ hôi nước mắt tín đồ quá nhiều mà chẳng ích lợi gì cho họ. Thưa quý vị, chúng tôi tu chứng là để thấy được cái sai, cái đúng của mình, để sửa đổi làm cho tốt, cho thiện hơn. Và thấy được cái sai của Phật giáo là một tôn giáo mà chúng tôi đang theo tu, để chúng tôi chỉnh đốn lại, gạt bỏ những cái sai để làm ích lợi cho mọi người đang và sẽ tu theo đạo Phật. Chứ không phải tu chứng để làm thinh như cây đá. Phật giáo sai đúng như thế nào cũng chẳng dám nói ra. Tu chứng như vậy là tu chứng cái gì? Trong lúc tín đồ Phật giáo đặt trọn niềm tin ở quý thầy tu hành, chứng đắc để làm gương sáng đạo đức và dạy họ tu hành thiền định để tiến bước trên đường giải thoát của đạo Phật. Tu hành chứng đắc tức là người đã biết đường lối đi đến nơi đến chốn, thế mà thấy mọi người tu sai, không biết đường lối đi mà lại làm thinh, không chỉ lối cho kẻ khác đi, thì người tu hành đó có tốt bụng không, có tâm từ bi không, có thương người lạc lối đang đi sai đường, gặp nhiều hiểm nguy trong rừng thẳm âm u chăng? Trước mắt chúng ta đang thấy rõ ràng, tất cả tín đồ Phật giáo hiện giờ chẳng tiếc công, tiếc của, sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, bỏ của để xây dựng một Phật giáo chân chánh và cao quý, nhưng không ngờ lại lầm lạc xây dựng một Phật giáo mê tín lạc hầu, lừa đảo, phi đạo đức vân vân. Người đã tu chứng đắc thấy biết đúng sai rõ ràng mà nó đành lòng nào nhìn ngó những tín đồ Phật giáo như vậy sao? Xưa Đức Phật đã từng bài bác cái sai của luật sư ngoài đào của Bà La Môn giáo, khiến cho mọi người mới thấu rõ đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Còn bây giờ chúng tôi muốn chỉnh đốn lại những điều không đúng của đạo Phật. Cái gì của đạo Phật là phải của đạo Phật, không phải là phải loại trừ ra khỏi đạo Phật. Thì quý vị bảo rằng chúng tôi bài bác từ xem mình là trên hết, tức là còn mang bản ngã, còn mang bản ngã tức là chưa chứng. Ở đây chúng tôi không hiểu quý vị muốn nói chứng đắc là chứng đắc cái gì,
riêng chúng tôi chẳng thấy có chứng đắc gì cả. Trên đường tu hành theo đạo Phật, chúng tôi chỉ thấy mình luôn luôn sửa sai những hành động thân miệng ý, để từ những hành động sai đó không còn làm khổ mình, khổ người nữa. Có được những hành động như vậy, thì chúng tôi thấy tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm chúng tôi như cục đất, chùa to Phật lớn không cám dỗ chúng tôi được. Danh lợi, ăn ngủ, sắc dục không lôi cuốn được chúng tôi, còn báo rằng chúng tôi chưa vô ngã thì chúng tôi vẫn thấy mình còn nguyên vẹn, có mất mát chỗ nào đâu mà gọi là vô ngã. Chúng tôi nói những điều sai trái không đúng của Phật Pháp trong kinh sách phát triển là vì giáo pháp này đã từng lừa đảo, lường gạt thầy tổ chúng tôi nhiều đời, nhiều kiếp, bỏ biết bao nhiêu công lao, mồ hôi, nước mắt của các ngài, để rồi các ngài gặt hái được những gì, giải thoát hay lại phải chết trong đau khổ. Chúng tôi nói là vì ích lợi cho những người trong hiện tại đang bị lừa gạt và sẽ phí uổng một đời tu hành của họ chẳng đi đến đâu cả. Chúng tôi nói là vì những thế hệ có người may sao và để con cháu của chúng ta tránh khỏi những cạm bẫy ác nghiệt của kinh sách phát triển. Nó không dạy chúng ta đạo đức làm người, đạo đức làm thánh nhân, mà dạy chúng ta những điều phi đạo đức, những pháp môn mơ hồ huyền bí cao siêu để làm Phật tánh tiên vân vân, trong khi chúng ta đang cần có một đạo đức làm người. Không làm khổ mình khổ người thì Phật giáo Nguyên Thủy đã có đầy đủ những pháp môn dạy về đạo đức, như vậy thì kinh sách phát triển đã dìm mất đi và biến nó trở thành một thứ đạo đức nhân quả mê tín, tạo ra cảnh địa ngục hù họa tín đồ, để lường gạt tín đồ bằng cách cúng bái cầu xin vân vân. Mục đích của đạo Phật ra đời là nhằm giải quyết bốn sự khổ của kiếp làm người, tức là giải quyết giúp tâm bất đồng trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải đi tìm một Phật tánh cao siêu tuyệt vời. Vì thế, pháp môn của đạo Phật là pháp môn toàn thiện, mà pháp môn toàn thiện là pháp môn dạy đạo đức không làm khổ mình của người, tức là đạo đức nhân quả. Quý vị đừng làm đạo đức nhân quả của đạo Phật là đạo đức mê tín của kinh sách phát triển. Kinh sách phát triển đã từng xây dựng đạo đức nhân quả mê tín để lừa đảo và lường gạt những tín đồ nhẹ dạ, mê tín lạc hậu, u mê vân vân, để biến thành một nghề thầy tùng và phù thủy. Người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đã thực hiện được đạo đức nhân quả là người đã ly dục, ly ác pháp. Người đã ly dục, ly ác pháp là người nhập sơ thiền. Người đã nhập được sơ thiền là người nhập được bất đồng tâm định. Người đã nhập được bất đồng tâm định là người đã sống trọn vẹn đạo đức nhân quả, tức là sống toàn thiện. Chính ở đây chúng ta đã đạt được mục đích của đạo Phật, ly dục, ly ác pháp. Đó là kinh sách Nguyên Thủy đã từng dạy như vậy, còn kinh sách phát triển lại dạy khác hơn, kiến tánh thành Phật. Chỉ thấy tánh mới thành Phật, còn không thấy tánh thì chưa thành Phật. Tu theo đạo Phật, qua sự hiểu biết nông cạn của chúng tôi, chẳng phải tu để làm Phật, mà để được giải thoát ra khỏi bốn sự đau khổ kiếp làm người. Khi chúng tôi tu đến đây, chúng tôi biết rõ tâm mình bất đồng trước các pháp. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn thấy tâm mình an vui và thanh thản. Vì đã sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, như thế, chúng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi không dám đòi hỏi những cái cao siêu huyền bí hơn, làm Phật, Thánh Tiên vân vân, và cũng không dám mơ thần thông phép tắc tàng hình biến hóa, kêu mây gọi gió, biết chuyện quá khứ vị lai vân vân. Còn hiện giờ, ai muốn nghĩ về chúng tôi như thế nào cũng được, khen chúng tôi không mừng, chê chúng tôi không buồn, vì biết khen chê đó là ác pháp, là pháp làm khổ mình khổ người. Chúng tôi đã sanh ra làm người, mà làm người như thế nào có ích cho mình, cho người thì chúng tôi làm.
Còn những điều gì lừa đảo, lường gạt và làm hại người khác thì chúng tôi không làm. Dù có chết, chúng tôi cũng vẫn không làm. Không làm không phải chúng tôi sợ quý vị chơi cười, mạt sát, mạ nhục, chỉ trích vân vân. Còn chúng tôi làm không phải vì những lời khen của quý vị hoặc vì danh, vì lời cho sự cúng dường của quý vị. Chúng tôi làm vì con đường cần phải có một đạo đức công lý, công bằng và bình đẳng. Cho nên trước trong gai khó nhọc, gian khổ nhọc nhằn, dù cho có cây đắng dường nào, có vất vả đến đâu, có nguy hiểm tánh mạng như thế nào, thì chúng tôi cũng chẳng sờn lòng vì sống và làm đúng đạo đức và lễ phải. Còn những người chưa hiểu chúng tôi, chê trách chúng tôi, nói xấu chúng tôi chẳng bao giờ hờn giận họ, vì họ chưa hiểu việc làm của chúng tôi, mặc họ nói gì cũng được. Dù họ có thù oán chúng tôi, đạp bằng bình địa cái mảnh đất tráng bàng hoặc đốt sạch cái rừng tráng bàng này, thì chúng tôi cũng chẳng hề phiền trách họ, vì họ đã hiểu lầm việc tu hành và việc làm của chúng tôi mà thôi. Điều mơ ước của chúng tôi là làm sao đem đạo đức nhân quả đến từng mọi người, để mọi người không còn làm khổ mình, khổ người nữa, thì đó là niềm vui và sung sướng nhất của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng ngày nào mọi người trên hành tinh này luôn luôn sống, đối xử với nhau bằng đạo đức nhân bản nhân quả, với lòng thương yêu và biết tha thứ cho nhau những lỗi lầm, không còn hành động vì mình mà làm khổ mình, khổ người, để mọi người được an vui, hạnh phúc và không bao giờ còn thấy con người còn mang bản chất loài cầm thú hung ác. Nếu được như ước vọng của chúng tôi, thì cuộc sống con người trên hành tinh này là đang sống nơi cõi cực lạc thiên đường, và sự ước mơ của con người đã thành sự thật, không còn là một giấc mộng. Sau cùng, mong rằng chúng tôi có nói những lời nói sơ sót nào không vừa ý và bất tội nguyện của quý vị, thì xin quý vị vui lòng tha thứ và chỉ dạy cho những chỗ sai lầm ấy, để kỳ tái bản sau những tập sách này sẽ được hoàn chỉnh hơn. Và hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 25 tháng 8 năm 1999. Những lời gốc Phật dạy: người mới vào tu có 20 pháp cần tu tập. Thứ nhất, trong mọi thời gian không bỏ sót một phút giây nào cả, đều phải nhắc tâm. Tâm như cục đất, phải ly dục, ly ác pháp, không giận hờn, thương ghét ai hết, phải thanh thản, an lạc và vô sự. Phải bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Thứ hai, một ngày đêm phải tu tập ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, hoặc bất cứ một tư thế ngồi nào trong bốn thời, miễn sao cách thức ngồi phải thoải mái, dễ chịu vân vân. Người mới tu mỗi thời 5 phút dần dần tăng lên 30 phút, và tất cả các thời gian khác trong ngày đêm đều có thể chia ra trong nhiều tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi, nào cũng được. Miễn tư thế ấy phải tỉnh giác, thoải mái, dễ chịu để nhiếp tâm và an trú tâm. Thứ ba, người mới bắt đầu tu tập hơi thở, mỗi ngày tập 4 lần, mỗi lần 10 hơi thở, hai mắt tập nhìn chóp mũi, chú ý nơi nhân trung cạnh chân mũi, chỗ hơi thở đi ngang ra vào, mở ngọt. Nếu có căng đầu thì dừng lại, không được tu tập tiếp, phải tự hỏi kỹ lại pháp tu, đóng ngọt. Thứ tư, tập thở hơi thở bình thường, 10 hơi thở rồi nhắc tâm. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tiếp tục tu 5 phút xả nghỉ, lần lượt tăng dần lên đúng 30 phút. Thứ năm, tập đi kinh hành 10 bước, đếm đúng 10 bước thì lại hướng tâm. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Chỗ này phải lưu ý, đừng chú tâm vào hai nơi,
một là hơi thở và hai là bước đi. Ở đây, chỉ chú tâm vào bước đi thì mới đúng nghĩa là đi kinh hành. Chú ý tâm trên bước đi, tức là cảm nhận bước đi, tu tập trên pháp môn tứ niệm xứ Phật dạy. Đi kinh hành là thân hành niệm ngoại, còn gọi là chánh niệm tỉnh giác định. Hơi thở là thân hành niệm nội, còn gọi là định niệm hơi thở. Các tổ không rõ định niệm hơi thở, nên gọi định niệm hơi thở là quán niệm hơi thở, mở ngọt, sổ tức quán, đóng ngọt. Khi đã tập được 10 hơi thở không có một tập niệm xen vào, thì lại tiếp tục đứng dậy, đi kinh hành, đếm 20 bước đi kế tiếp. Trước khi đi thì phải hướng tâm, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Hướng tâm xong, rồi bước đi từng bước, thứ nhất cho đến 20, cứ 10 bước lại hướng tâm một lần nữa. Khi đếm 20 bước thì lại tiếp tục hướng tâm. Hướng tâm xong thì lại tiếp đếm bước 21 cho đến 30, cứ đếm như vậy cho đến 100 bước. Nếu đếm như vậy thấy không tiện thì nên đếm từ 1 đến 10, rồi đếm trở lại 1 đến 10. Nếu có tạp niệm xen vào thì nên lui lại 50 bước. 50 bước còn có tạp niệm xen vào thì lui lại 10 bước xả nghỉ. Xả nghỉ 5 phút rồi lại đi kinh hành tiếp. Thứ 6, quán xét thực phẩm bất tịnh để tâm không còn ưa thích ăn uống ngon béo ngọt bùi. Thứ 7, quán xét đời sống con người khổ để xa lìa tâm tham đắm vật chất thế gian. Thứ 8, quán xét thân vô thường, sự sống chết như chỉ mành treo chuông để tinh tấn tu tập diệt ngã xả tâm ly dục, ly ác pháp. Thứ 9, quán xét bệnh là khổ để siêng năng tinh tấn tu hành, tập làm chủ bệnh. Thứ 10, quán xét tâm tham sân si mạn nghi là ác pháp, là nguy hiểm, là đau khổ để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Thứ 11, quán xét thân bất tịnh để phá tâm sắc dục, không ham thích phụ nữ. Thứ 12, quán xét tâm vô thường để không bị lầm chấp tâm là linh hồn, là Phật tánh, là bản thể vạn hữu. Thứ 13, quán xét thọ vô thường để tâm bất động khi gặp thọ khổ chẳng hề sợ hãi. Thứ 14, quán xét các pháp vô thường để tâm không tham đắm và dính mắc, không sinh ra năm dục trưởng dưỡng. Thứ 15, quán tâm từ để không làm đau khổ chúng sanh, để tâm không sân hận. Thứ 16, quán tâm bi để không làm thương tổn chúng sanh. Thứ 17, quán tâm hỷ để tha thứ lỗi lầm của kẻ khác và không thù oán ai hết. Thứ 18, quán tâm xả để tâm thanh thản, an lạc vô sự và bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Thứ 19, khi mọi hoàn cảnh bất an hoặc tai nạn bệnh tật thì quán xét nhân quả. Thứ 20, mỗi ngày ít nhất phải nhắc tâm một lần, tức là như lý trắc ý, chỉ trong đời này ta phải tu tập làm chủ sanh già bệnh chết. Người mới tu có năm pháp cần nên tránh. Lời Phật dạy: 1. Tránh tranh luận. 2. Tránh chỉ trích. 3. Tránh phạm giới. 4. Tránh lý luận. 5. Tránh hội hợp. Chú giải: Đức Phật dạy tránh tranh luận. Tranh luận hơn thua là một điều tai hại nhất trong đời tu hành, vì còn tranh luận là còn bản ngã to lớn, muốn hơn người mới tranh luận. Tranh luận hơn thua thì mệt thân, mệt trí, dễ sinh tâm tức giận, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế Đức Phật ngăn cấm đệ tử của mình không được tranh luận. Lời tranh luận không phải là lời nói oai nghi tới hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo có lớp học về ái ngữ. Lớp ái ngữ dạy, người có ái ngữ là người không có tranh luận hơn thua với bất cứ một người nào.
Người tranh luận hơn thua là người không có ái ngữ, đó là một điều xác quyết chắc chắn. Người tu sĩ Phật giáo hay ai nói hơn thì mình chịu thua, nhịn thua, không tranh luận với họ. Hành động không tranh luận hơn thua với nhau là hành động đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Vì thế, người đệ tử của Phật phải vâng theo lời dạy của người sống không tranh luận hơn thua bất cứ một người nào trong xã hội. Đức Phật dạy tránh chỉ trích. Người tu theo Phật giáo không được chỉ trích, nói cái xấu của người, luôn luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Người tu theo Phật giáo thường thể hiện lòng thương yêu, mở ngọt, tâm từ, đóng ngọt, thì làm sao chỉ trích, nói xấu người khác được. Cho nên, Đức Phật cấm không được chỉ trích, nói xấu người khác. Khi tu hành chưa xong, người ta làm ác, nói xấu, chỉ trích kẻ khác, là họ đã gieo nhân quả xấu ác, thì họ phải gặt lấy những quả không tốt, quả phiền não, lo toan, sợ hãi và những quả khổ đau, bất tận, vân vân. Những quả khổ đau ấy có liên quan gì với chúng ta đâu mà chúng ta chỉ trích nói họ làm gì. Chúng ta hãy thản nhiên im lặng như thánh có lợi ích hơn không? Chúng ta là những đệ tử của Phật nên ghi khắc những lời dạy này trong tâm. Đừng bao giờ quên tránh chỉ trích người khác, dù bất cứ một người nào. Đức Phật dạy tránh phạm giới. Giới luật của Phật là đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Vì thế, giới luật của Phật có một tầm quan trọng rất lớn và lợi ích cho loài người trên hành tinh này sống được yên vui, bình an, khỏe mạnh, nói chung, và lợi ích rất lớn cho các hàng đệ tử của Phật. Vì nó có công năng chuyển đổi nhân quả ác thành nhân quả thiện, chuyển đổi đau khổ thành yên vui, chuyển đổi tâm tham sân si thành tâm vô tham, vô sân vô si nói riêng. Vì giới luật của Phật là một phương pháp xả tâm, ly dục, ly ác pháp rất tuyệt vời. Nó chính là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên, nó là một đạo đức cao thượng tuyệt vời. Nó không dành riêng cho những đệ tử của Phật, mà cho tất cả loài người trên hành tinh này. Người tu theo Phật giáo phải cố gắng tối đa tránh phạm giới, phá giới, bể vụn giới, dù là những giới nhỏ nhặt, nhưng phải cẩn thận, giữ gìn nghiêm chỉnh, đừng nên xem thường mà con đường tu tập trở thành vô ích. Đừng nghĩ rằng giới luật của Phật chỉ dành riêng cho những vị đệ tử tu sĩ của Phật. Không đâu, quý vị à. Giới luật dành cho tất cả mọi người, dù là tu sĩ hay cư sĩ, đều phải nhớ lời Phật đã dạy bảo, tránh phạm giới. Người đệ tử Phật mà sống phạm giới, phá giới thì còn mặt mũi nào, còn danh dự gì mà tự xưng mình dòng họ Thích Ca? Mình còn xứng đáng gì mà cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa? Hình dáng cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa của những kẻ phạm giới, phá giới, bể vụn giới mà dám mạo danh là Thích Tử thì thật là trùng trong lông sư tử. Từ những người này làm tỏ rõ bộ mặt giả dối, ví như một bầy dê, chỉ có một con bò thì bầy dê đâu tự xưng mình là bầy bò được. Dê là dê, bò là bò, dê không giống bò, bò không giống dê. Vả lại, Đức Phật đã xác định giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Cho nên, tu sĩ phạm giới, phá giới, bể vụn giới thì Phật giáo đã mất rồi. Hiện giờ Phật giáo còn gì nữa, phải không quý Phật tử? Là những đệ tử của Phật, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của người, tránh phạm giới. Đức Phật dạy tránh lý luận.
Lý luận là một cố tật của những người vô minh, cố che giấu những lỗi lầm, những tật xấu thói hư, những sự ngu dốt của mình. Người đệ tử của Phật phải vâng theo lời dạy của người, tránh lý luận. Vì lý luận để che đậy một sự thật là một tật xấu, cho nên lý luận có hai mặt. Một, lý luận để soi sáng như một sự thật sai hay đúng, để dựng lại nền đạo đức nhân bản, mang lại sự yên vui cho người. Đó là sự lý luận đáng tán dương, ca ngợi, bái phục. Hai, lý luận để che đậy một hành động sai lầm, một hành động tội lỗi vân vân. Lý luận để biểu dương một triết học ảo tưởng, một giáo điều sai lầm, một giáo pháp mê tín hư ảo. Nó sẽ đưa đến những hậu quả đau khổ cho loài người từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lý luận để bao che cho một lịch sử huyền thoại là một việc làm sai lệch với chánh sự. Đó là một hành động tội lỗi với bao thế hệ của người sau. Ở đây, Đức Phật khéo nhắc nhở những người đệ tử của mình nên cố tránh lý luận. Người không hay lý luận mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Người không lý luận là người im lặng như thánh, chính là những hàng đệ tử thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ của Đức Phật là như vậy. Đức Phật dạy tránh hội họp. Hội họp là một điều bất lợi trong việc tu hành, vì tụ họp hay sinh ra chia phe nhóm, vì hội họp sinh ra nhiều chuyện khiến cho cảnh sống tu hành bất an, vì hội họp tâm sinh phóng dật. Đức Phật đã khẳng định ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, cho nên hội họp là đi ngược lại con đường tu tập của Phật giáo. Hội họp là nuôi dưỡng tâm phóng dật. Người tu tập theo Phật giáo mà thích hội họp thì đừng nên tu theo Phật giáo, vì có tu theo Phật giáo cũng chỉ phí công mà thôi. Trong tu viện, thấy những ai hội họp nói chuyện là biết ngay những người ấy tu hành sai đường lối của đạo Phật. Tu viện rất thương xót và lo lắng cho đường lối tu tập của Phật giáo. Nếu tu sĩ thích hội họp mà tu tập như thế này thì không bao giờ có người chứng đạt được chân lý. Và không bao giờ có người chứng đạt được chân lý thì con đường bát chánh đạo sẽ bị mai một và bị chôn vùi một lần nữa. Như vậy, không biết chừng nào sẽ dựng lại được nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo cho loài người. Đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên nhắc và răn cấm tránh hội họp. Thế chúng ta không nghe lời khuyên dạy này thì còn nghe ai hỏi quý vị? Trên đường tu tập để đến mục đích giải thoát, Đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm có 5 điều cần nên tránh. Nếu chúng ta không nghe lời dạy này thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uổng công mất thời giờ vô ích. Người mới tu có 6 đức chánh hành cần phải tu tập. Lời Phật dạy: 1. Ăn ngày một bữa. 2. Ngủ đúng giờ. 3. Độc cư sống trầm lặng ít nói. 4. Nhẫn nhục thấy nhân quả xả tâm. 5. Tùy thuận không bị lôi cuốn. 6. Bằng lòng vui vẻ và hân hoan. Chú giải: 6 điều Đức Phật đã dạy trên đây là những hạnh thánh, chứ người phàm phu không thể sống như vậy được. 1. Ăn ngày một bữa là thánh hành. 2. Ngủ đúng giờ là thánh hành. 3. Độc cư là thánh hành. 4. Nhẫn nhục xả tâm là thánh hành. 5. Tùy thuận không bị lôi cuốn là thánh hành. 6. Bằng lòng vui vẻ hân hoan là thánh hành. Ăn ngày một bữa là thánh hành. Vậy ăn ngày một bữa là thánh hành như thế nào? Ăn ngày một bữa
là ăn vừa đủ để sống, để tu tập, để ly dục, ly ác pháp, để xa lìa ăn ngon, ăn bổ, để từ bỏ lòng tham ăn, chạy theo dục lạc thế gian, để giữ gìn giới luật nghiêm chặt, vân vân. Ăn ngày một bữa, có nhiều thời gian rảnh rang, nghỉ ngơi, không bận lo ăn uống, vì ăn uống nhiều bữa, rất cực nhọc, phải nấu nướng, phải nhai nuốt, phải rửa bát chén đũa nĩa, vân vân. Ăn ngày một bữa, cơ thể ít hoạt động được, nghỉ ngơi nhiều, vì thế mà cơ thể ít bệnh tật. Ăn ngày một bữa, cơ thể ít thôn trầm thì miên vô ký, ít vọng tưởng, giảm bớt sắc dục, thân tâm thường tỉnh thức, siêng năng, ít lười biếng. Cho nên, ăn ngày một bữa, chỉ có những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ mới sống được với thánh hạnh này, còn những người thế gian không bao giờ sống được, họ luôn luôn chạy theo dục lạc về ăn uống. Ăn ngày một bữa là giới thứ 9 của người mới xuất gia, mở ngọt, sa di, đóng ngọt. Vậy mà các vị tỳ kheo tăng, đại đức thượng tòa, hòa thượng không sống đúng giới luật này thì còn mặt mũi nào? Nhìn những cư sĩ họ đang thọ bát quan trai, có đúng như vậy không quý vị? Cho nên, ăn ngày một bữa, lợi ích rất lớn cho người tu tập theo Phật giáo, vì đó là một phương pháp sống ly tham. Vậy tất cả đệ tử của Phật, hãy lấy lời dạy này làm thước đo giới luật của giai đoạn đầu. Người nào ăn uống phi thời, ngày hai bữa, ba bữa, là tu sĩ Bà La Môn, là ngoại đạo. Cho nên, vấn đề ăn uống là để xác định tu sĩ nào của Phật giáo và tu sĩ nào của ngoại đạo. Có đúng như trên đã nói không, quý vị? Ngủ đúng giờ là thánh hạnh. Vậy ngủ đúng giờ là thánh hạnh như thế nào? Người ngủ đúng giờ là không ngủ sai giờ. Giờ nào ngủ là đi ngủ, giờ nào thức là thức. Lúc nào cũng giữ đúng như vậy, không ngủ phi thời. Vì ngủ phi thời là người biếng nhác, người lười biếng, người không siêng năng. Ngủ là một tướng trạng si mê, người si mê không phải là người không hiểu biết, mà hiểu biết lệch lạc, không đúng như thật. Ví dụ, thấy cái bánh hay một ly sữa thơm ngon, béo bổ, nhưng đó là cái thấy sai sự thật, thấy theo tham dục của ăn uống. Nếu thấy cái bánh hay ly sữa đúng là phải thấy cái bánh và ly sữa là món ăn, thức uống bất tịnh. Hầu hết, mọi người đều si mê nên thấy sai sự thật. Ví dụ, thân ngũ uẩn của chúng ta là thân vô thường. Thế mà mọi người lại thấy thân này là thường hằng. Nhưng cuối cùng, không có người nào sống lâu được. Chỉ cao lắm là sống 120 tuổi là chết. Thấy thân vô thường, không thể duy trì sống lâu được, nên người ta nghĩ ngay trong thân này còn có một vật thường hằng, đó là cái biết. Cho cái biết là tâm, nên các tôn giáo gọi tâm là linh hồn. Phật giáo Đại Thừa gọi là thần thức, Thiền Tông gọi là Phật tánh, Bà La Môn gọi là tiểu ngã, vân vân. Đó là những si mê của con người chỉ sống trong tưởng mà thôi. Người còn ham ăn, ham ngủ là người còn si mê. Người còn si mê là người thấy và hiểu biết không đúng như thật, nên thường chịu nhiều sự khổ đau do sự hiểu sai. Ví dụ, như có người mắng chửi chúng ta liền tức giận. Chính tức giận là vì chúng ta đã hiểu sai, hiểu không đúng như thật. Nếu hiểu đúng sự thật, thì phải hiểu nhân quả. Hiểu nhân quả như thế nào? Hiểu nhân quả là hiểu người kia đang thọ quả khổ, tức là đang giận dữ, nên mới chửi người khác được. Do chửi người khác được nên gieo nhân ác. Như vậy, người kia đang đau khổ và đang làm điều ác. Khi hiểu biết như vậy, chúng ta khởi tâm thương yêu hay ghét họ? Chắc chắn là chúng ta thương yêu họ. Chúng ta thương yêu họ là thiện hay ác? Là thiện, cho nên chúng ta không tức giận,
không chửi mắng lại họ. Vì thế, chúng ta đã chuyển được nhân quả. Vì vậy, chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên, những bậc thánh không ngủ phi thời, ngủ đúng giờ, một ngày đêm, chỉ nằm nghỉ 30 phút, không cần ngủ nhiều như người thế gian. Vì thế, sự hiểu biết của họ như thật, do tri kiến hiểu biết như thật, nên tâm họ ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Họ sống bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Họ là những người đã đạt được chân lý cứu kính, luôn sống trong thanh thản, an lạc và vô sự. Độc cư là thánh hạnh. Vậy độc cư là thánh hạnh như thế nào? Độc cư là phương pháp phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Vì cái sống độc cư nên năm dục trưởng dưỡng không sanh khởi được. Do năm dục trưởng dưỡng không sanh khởi được, nên tâm ly tham, ly sân và ly si. Do ly tham, ly sân và ly si, nên tâm trở nên bất đồng. Do tâm trở nên bất đồng, chúng ta mới chứng đạt chân lý, tức là sống trong trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đấy, quý vị thấy chỉ có một pháp độc cư mà chúng ta tu chứng đạo. Dù tu có muôn ngàn vạn pháp mà không sống độc cư thì cũng hồi công vô ích. Bí quyết thành công của thiền định là pháp độc cư. Đức Phật thường nhắc người sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Độc cư khó lắm các bạn à. Ăn ngày một bữa không khó, ngủ ngày 4 tiếng đồng hồ không khó. Nhưng độc cư mọi người đều không thể sống nổi. Con đường tu hành theo Phật giáo mà không sống độc cư thì không bao giờ tu tới nơi tới chốn được. Vì có độc cư mới sống cho riêng mình, mới chiêm nghiệm được tâm mình còn tham sân si hay đã hết tham sân si. Vì có chiêm nghiệm được tâm mình mới ngăn được ác pháp và diệt được ác pháp. Vì có chiêm nghiệm được tâm mình mới thấy được tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vậy, độc cư rất quan trọng cho con đường tu tập theo Phật giáo. Sống độc cư chỉ có những bậc thánh thoát ly thế tục. Nếu không thoát ly thế tục thì không bao giờ gọi là tu sĩ Phật giáo được. Vì thế, người tu sĩ được gọi là tu sĩ Phật giáo thì phải cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa. Sống một mình như con tê ngưu một sừng, sống phải độc cư, độc bộ, độc hành. Như trên đã nói, không sống độc cư thì con đường tu theo Phật giáo chỉ hồi công vô ích mà thôi. Bởi vậy, độc cư rất quan trọng quý vị à. Vậy hết mình cố gắng sống độc cư cho trọn vẹn mới xứng đáng mình là đệ tử của Đức Phật. Nhẫn nhục xả tâm là thánh hạnh. Vậy nhẫn nhục xả tâm là thánh hạnh như thế nào? Ai cũng biết khi sân giận và nhẫn được là một việc làm rất khó làm, phải không quý vị? Nhẫn khó lắm, phải tu tập rèn luyện tâm mình như đất, như nước. Nhờ tâm như đất, như nước, mình mới nhẫn được. Muốn tâm như đất, như nước, thì hàng ngày phải tu tập pháp như lý tắc ý. Pháp như lý tắc ý như thế nào? Pháp như lý tắc ý là pháp từ kỳ ấm thị. Ví dụ, tâm như cục đất, tâm phải như nước, tâm phải lìa xa, từ bỏ tâm tham sân si. Vì tâm tham sân si là ác pháp, là pháp đau khổ. Trạng thái tâm nhẫn được là một việc làm thiện rất lớn. Trạng thái tâm nhẫn đó tương ưng với cõi trời đau xúc. Vì thế, nó mới được gọi nhẫn nhục là thánh hạnh. Ở đây, nhẫn nhục là do xả tâm, chứ không phải nhẫn nhục do ức chế tâm chịu đựng như người thế gian. Nhẫn nhục xả tâm là do tu tập pháp như lý tắc ý và tri kiến hiểu biết các pháp như thật.
Nhờ có hiểu biết các pháp như thật, nên tâm sân bị triệt tiêu bởi tri kiến của mình. Nếu tri kiến không được học tập để hiểu các pháp như thật, thì việc xả tâm chỉ là ức chế và chịu đựng mà thôi. Cho nên, muốn nhẫn nhục thì phải tu học lớp chánh kiến để cái thấy và hiểu biết không còn lệch lạc, sai trái rơi vào tà kiến. Vì không có chánh kiến nên con người không xả được tâm, vì thế tâm sinh giận hờn, buồn phiền khổ đau. Tùy thuận không bị lôi cuốn là thánh hạnh. Vậy tùy thuận không bị lôi cuốn là thánh hạnh như thế nào? Tùy thuận có nghĩa là làm theo ý muốn của người khác, tức là không chống lại, không cãi cọ, không hơn thua, không lý luận kích bác, không bài xích, luôn làm theo, thuận theo, nhưng làm theo, thuận theo, coi chừng sẽ bị ai vua nịnh bợ. Cho nên tùy thuận làm theo, thuận theo mà không bị lôi cuốn vào ác pháp thì mới được gọi là thánh hạnh. Tùy thuận có nghĩa là làm vui lòng mình, lòng người mới gọi là thánh hạnh. Còn tùy thuận mà chỉ có làm vui lòng người mà mình rất bực bội thì sự tùy thuận đó không được gọi là thánh hạnh. Tùy thuận mà bị lôi cuốn vào ác pháp, ví dụ như có người mời chúng ta uống rượu hoặc hút thuốc lá thì chúng ta tùy thuận làm vui lòng họ, do đó chúng ta uống rượu hay hút thuốc lá. Đó là chúng ta tùy thuận mà bị lôi cuốn vào ác pháp. Hành động tùy thuận như vậy không phải là thánh hạnh. Đó là tùy thuận ngu si trong vô minh sẽ mang đến cho chúng ta nhiều khổ đau vì bị nghiện rượu và thuốc lá. Rượu và thuốc lá là hai chất độc có thể mang đến cho chúng ta những bệnh tật khó trị. Cho nên Đức Phật dạy, tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào ác pháp thì mới được gọi là thánh hạnh. Trong cuộc sống hàng ngày biết bao nhiêu điều thường xảy ra, nếu chúng ta không tùy thuận thì chúng ta chống lại, nhưng chống lại thì sinh ra bao điều làm đau khổ cho mình, cho người và cả hai. Và vì vậy cuộc đời của chúng ta chẳng được an ổn, lúc nào cũng phải đấu tranh vì vật chất và đấu tranh vì tinh thần. Người đời sống không biết tùy thuận nên chi họ phải thọ khổ bất tận. Chỉ có người tu sĩ Phật giáo mới biết tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào ác pháp. Vì thế họ hoàn toàn sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Bằng lòng vui vẻ hân hoan là thánh hạnh. Vậy bằng lòng vui vẻ hân hoan là thánh hạnh như thế nào? Người ở đời ít ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vì thế, họ thọ lấy muôn vàn sự khổ đau, phải không quý vị? Ví dụ, hoàn cảnh gia đình mình nghèo, ngày bữa cơm bữa cháo, nhưng bằng lòng với hoàn cảnh sống ấy, nên tâm mọi người đều được hân hoan và vui vẻ. Còn ngược lại thì than thân trách phận của mình sầu khổ. Bằng lòng còn có nghĩa là vui lòng với mọi hoàn cảnh, với mọi sự việc, với mọi người, với mọi loài thú vật và cỏ cây đất đá, thời tiết, nắng mưa, gió bão vân vân. Bằng lòng còn có nghĩa là xả bỏ lòng ham muốn, lòng sân hận, xả bỏ các ác pháp, các cảm thọ khổ đau, không hề nao núng trong lòng chút nào cả. Người tu theo Phật giáo phải thực hiện thánh hạnh bằng lòng. Vì có thực hiện thánh hạnh này mới thấy con đường giải thoát của Phật giáo là một sự thật. Nếu ai sống được một phút bằng lòng là được an vui một phút, nếu được 2 phút, 3 phút, hay 1 giờ, 2 giờ, hoặc 1 ngày, 2 ngày, hoặc 1 tháng, 2 tháng, hoặc 1 năm, 2 năm, và mãi mãi thì sẽ được an vui mãi mãi. Đấy là con đường giải thoát của Phật giáo, như thật là vậy. Chỉ có thánh hạnh bằng lòng như vậy mà được giải thoát cả một đời người, tại sao chúng ta không làm được? Không phải khó đâu quý vị à. Chỉ cần quý vị thấy và hiểu biết
các pháp vô thường, các pháp không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, là quý vị sẽ sống bằng lòng vui vẻ hân hoan. Tất cả ác pháp tham sân si trong tâm của quý vị đều buông xả sạch hết.